Hàng Trong Sang xin mến chào quý đại gia đình ạ. Kính chúc quý đại gia đình nhiều sức khỏe nha. Nay Sang có một đầu máy Xtin 024. Hôm bữa giờ các anh nào mà thợ cưa chiên hoặc là các anh thợ kêu kiếm đầu máy Xtin 024 đẹp đẹp thì hôm nay em có được một cái đầu Xtin 024 nha. Công suất của nó là 42cc. Máy này thì cái ở bên Nhật á, họ chế cái le cả nhà. Đây ha, không biết sao mà họ chế cái le độc lắm. Hai cái le nè, le này là họ chế bản luôn ha. Đây, kéo le, đóng le bình thường ha, chứ không có gạt cái này ha. Đó. Rồi con này thì cái đầu máy này thì máy móc còn rất là đẹp nha cả nhà, bê tông còn văng ngang luôn. Bây giờ xem mời cả nhà mình xem cái video nằm bảy bê tông trên được, được ha. Đây là thân chính của con Xtin 024 ha. Đây ốc nó còn vàng khè luôn nha, rất là đẹp nha, bê tông còn văng ngang luôn. Đây zoom sát vô cho anh xem còn ngang của chiếc bê tông nè, ok chưa? Đó, bê tông còn rất là đẹp ha. Đó, bằng ngang ha, rất là đẹp. Nào, mặt tiền, mặt tiền, à, mặt tiền, chén chuông ghim luôn ha. Đó, Xtin 325 xích ha. Rồi. Rồi thì cả nhà đã xem được video nằm bảy bê tông dinh cốt của máy ha. Và đây là tổng thể con máy, này là chỉ đầu máy không nha. Đầu máy này thì Sang xin bán cái giá là 4,7 triệu. Khách hàng nào thích thì lấy liên hệ số điện thoại trên màn hình gặp trực tiếp Sang. Cho các anh là hôm bữa giờ khai thác mà đã có đầu, có làm xích rồi ha, thiếu đầu máy thì nay có đầu máy. Đầu máy này còn rất là đẹp luôn, giá 4,7 triệu này rất là thích hợp cho các anh ha. Bình xăng con ghim của nó One Pro, bình xăng con rất là đẹp. Bây giờ xem mời cả nhà mình xem cái bình xăng con ha các anh. Đây là bình xăng con ghim One Pro ha. Bình xăng con được sản xuất tại Singapore ha, One Pro da băng ha, Xtin. Bình xăng còn rất là đẹp nha, rất là mới luôn. Rồi mời mấy anh xem tiếp video. Thì cả nhà đã xem được cái bình xăng con Green One Pro ha. Rồi bây giờ Sang sẽ tiến hành test nổ cho cả nhà mình nghe tiếng máy nổ nè. Rồi, ai thích con này thì liên hệ số điện thoại trên màn hình gặp trực tiếp Sang. Hôm nay chỉ có cái đầu máy này thôi. Bởi giờ các anh nào mà đang cần kiếm thì nhanh tay liên hệ ha, quá đẹp. Rồi em cảm ơn các anh đã đăng ký kênh ủng hộ. Hẹn các anh trong clip là video kế tiếp. Bye bye.